À, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục nhận được một cây Samsung A02s. Nó bị tình trạng treo đưa anh em. Này, tất cả cái cảm ứng nó đều không sử dụng được. Nói trước mình có làm một cái bài viết giới thiệu về cách sửa cái cây này tại nhà rồi. Nhưng có thể anh em chưa gặp được. Nên hôm nay mình tiếp tục nhận được cái này, mình làm cái video chia sẻ với anh em lần nữa. Này, thì cái này này, tất cả kiểm tra trên cái màn hình, nó hầu như nó không bị vỡ, không bị lứt gì cả. Thì loại trừ cái khả năng nó bị màn anh em nhé. Có thể nó cũng bị do màn, thế nhưng mà trường hợp này rất là ít. Tại vì cái kinh nghiệm sửa chữa của mình ấy, rất ít khi gặp do màn lắm. Còn đây này, đây cái chỗ này vỡ, nó không phải là vỡ kính trong đâu nhá. Đây này cái cường lực nên mình không bóc ra nữa. Đây này, cái chỗ này chỗ khuyết là của cường lực. Cái trường hợp treo đơ này đa phần do là anh em mở nhiều cái tác vụ quá, nó dẫn đến cái tình trạng là nó đơ thôi, chứ không phải là nó do lỗi cảm ứng vuốt không được luôn nhé. Thì cách khắc phục ở nhà, tại nhà mà không cần đến thợ, nó rất là đơn giản thôi. Em sử dụng hai cái phím giảm âm lượng và phím nguồn, giữ lâu một chút. Đây này, nó đơ nhé. Bây giờ mình sẽ khắc phục thử cho anh em xem luôn. Giữ lâu một chút cho nó tắt nguồn đi là nó reboot lại được. Giữ hai phím này nhé. Nếu mà nó bị thường xuyên hơn ấy, mà cái máy nó bị thường xuyên ấy, thì anh em lên chạy lại phần mềm hoặc là xóa sạch cái dữ liệu đi, cài lại mới để chạy nó trơn tru hơn nhé. Đấy, giữ lâu, khi nào nó rung một cái thì anh em thả tay ra, anh em bật nguồn. Anh em bật nguồn lại này. Đấy, bật nguồn lại thì nó sẽ sử dụng bình thường. Còn khi mà nó bị treo đơ lâu hơn ấy, thì anh em nên xóa sạch dữ liệu đi và cài lại tất cả mọi thứ cho nó trơn tru, thì nó sẽ ít bị đơ hơn nhé. Do cái bộ nhớ cái này nó ít, nên là mình cài nó đầy quá hoặc là nó chạy nhiều tác vụ quá, cái máy nó không thể kéo nổi, nó sẽ gây ra cái tình trạng như thế. Này, đợi một xíu nó lên là ok thôi. Anh em cứ kiểm tra tất cả các màn hình mà nó không bị dập, không bị vỡ thì đa phần là do treo đơ. Đấy, vuốt cái ăn ngay này, thấy không? Đấy, cảm ứng ăn luôn. Nãy nó treo cứng luôn, không thể sử dụng một tác vụ gì cả. Đấy, và cái này mình không có mật khẩu này. Mình thử mật khẩu này vào trong xem có bộ nhớ đầy không nhé. Nếu bị bộ nhớ đầy ấy, thì anh em sẽ xóa bớt dữ liệu đi để nó khỏi chật cái ổ cứng, nó không bị tình trạng đấy nhé. Còn cái giải pháp tạm thời thì anh em cứ sử dụng cái cách của mình ấy, làm cái này thì là chạy lại mượt mà ngay. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những clip hay hơn nhé. Khoa TV, chúc bạn thành công.